Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng.com. Hôm nay là tôi tiến hành cắt sửa một số những cây sứ, vừa là tiến hành lấy cành đây là để dâm và sửa lại cây cho thả dáng thế cây nó đẹp hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu một số những cây tôi đã cắt rồi và tôi sẽ tiến hành cắt những cây mới. Đây là một số những cây sứ mà tôi vừa mới cắt sửa xong. Những cây này là cành lá nó đổ về một phía và nó hư hỏng. Nên là cây nó dáng thế nó bị hỏng, tôi đã cắt sửa gọn lại để chờ nó mọc cái lượt cành mới, dăm mới là cây nó sẽ chuông lại và nó sẽ không còn nghiêng ngả nữa. Ở đây, những cây sứ mà tôi cũng vừa mới cắt sửa ở đây như cây này. Nó có 5 cành mà nó dài quá và nó đổ ngả, tôi cũng cắt sửa gọn lại, sau này có thể rằng là chờ nó lên mầm mới ta có thể tiến hành ghép. Có thể thay đổi màu hoa cho nó, ví dụ sang những cây cánh kép, chất lượng cây sẽ tốt hơn. Ở đây nữa, cũng là mỗi cây sứ nó bị đổ nghiêng, đổ ngà, tôi cũng vừa mới cắt sửa xong. Và đây, đấy, cây này là tôi xén gọn nó lại để cho nó lẩy dăm mới và tới đây tiến hành sẽ cắt ghép thêm những cây màu hoa mới như hoa cánh kép. Thế còn đây là một cây sứ nó bị hư hỏng, nó bị thối. Tôi cũng tiến hành cắt bỏ, cây này là cắt khá lặng lè. Tôi phải chấp nhận cắt cả một cái lốt cắt to có thể nói được bằng bắp chân luôn. Tiến hành cắt bỏ để tạo lại dáng cây vì cây này nó quá là hư hỏng đây, nó đã thối bỏ mất cái phần vỏ lõa lũa rồi. Đây. Đấy, như dáng thế nó bị hỏng nên là tôi phải tiến hành cắt bỏ cây này, là chấp nhận cắt ngang thân. Ở đây tôi sẽ tiến hành cắt luôn cây bên cạnh này. Cây này thì xưa kia cũng đã cắt một lần rồi. Thế nhưng cành lá của nó thì bây giờ nó mọc lên, nó tùm mà nó ngửa ngang ngửa, nó quay ngả quay nghiêng. Tôi tiến hành cắt nó sửa nó đi để cho nó vừa để lấy cành dâm, lấy cái con và cũng vừa là sửa lại cây luôn một thể. Cành sứ cắt thì chúng ta lấy con dao mài tương đối sắc, cắt ngọt, vết cắt nó sắc thì sau này cái vết thương của cành mọc lên nó sẽ đẹp, nó sẽ không bị lẻ. Cắt hẳn luôn để dâm đấy ạ. Đây như cái cành này là nó bị gãy hỏng, chúng ta cắt bỏ đi. Nếu mọc mầm thì chỉ khoảng độ 20 cho đến 25 ngày là đã có mầm lá rồi. Một tháng là nhìn rõ lá. Còn khoảng độ 60 ngày thì có thể, nếu mà vào mùa lóng thì có thể là sẽ cho hoa luôn. Đây có một hình thức vừa cắt sửa cây và nếu mà vào cái mùa mà mình muốn cho ra hoa đồng loạt đấy thì mình cắt xén này nó cũng sẽ ra hoa đồng loạt. Ừ, những cây này nó cái tư thế chỗ này nó bắt buộc phải gần vì nó còn tránh cái phần của cây dưới. Đây như cành này nó vươn quá xa, bắt buộc chúng ta phải xén gần, xén nó đi để cho nó gần cây lại, nó ấm cây hơn. Cây nó xum xuê gọn gàng chứ nó không lòe xòe như là lúc ban đầu nữa. Cành ở dưới gốc này tư thế nó cũng không còn đẹp nữa, chúng ta cũng tiến hành cắt bỏ luôn. Đấy. Sau khi cắt xong thì cành này chúng ta cũng có thể tiến hành là sẽ bôi vôi vào cành để cho nó cái vết thương cắt nó đỡ bị nhiễm khuẩn thì nó nhanh liền sẹo, và nó sau khi được khoảng độ 10 cho đến 15 ngày thì chúng ta tiến hành đem ra dâm. Hôm nào có điều kiện tôi sẽ giới thiệu cái dâm cành sứ vào cái đợt sau. Sau khi cắt xong thì chúng ta bôi vôi vào hoặc bôi xi măng, nhưng bôi vôi thì tôi thấy là tốt hơn.
Đối với Bắc Bộ chúng ta thì chúng tôi cắt xứ nhiều năm nay vẫn dùng vôi bôi, thấy cái rất hiệu quả. Cái vết thương nó liền mà nó gần như không bao giờ thấy nó bị thối lây lây vào bên trong. Bôi màu trắng nhưng mà bôi vào cái nhựa. Bôi vào nhựa xứ nó nhuốm vào thì nó chuyển sang màu vàng ạ. Đây là thùng vôi là hoàn toàn màu trắng nhưng cái nhựa xứ chạm vào. Cái nhựa xứ này rất đắng, nếu các bạn cắt xứ nhiều thì lưu ý, nếu mà bôi vào tay mà bôi vào mồm miệng cảm giác như thuốc độc luôn. Mà tôi cũng lếm nhiều lần rồi nhưng cũng không thấy vấn đề gì và ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Đây là một cái cây sứ mà tôi vừa mới sửa lại. Sau khoảng độ 30 ngày nữa là nó sẽ lầy lọc xanh. 4-50 ngày là sẽ lên lá và có thể là sẽ cho hoa luôn. Nếu thời tiết còn nắng ấm nó sẽ ra hoa đồng loạt luôn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.